Thưa quý vị, hoạt động du lịch Đà Nẵng đang từng bước được phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Các sự kiện lễ hội liên tục được tổ chức từ đầu năm đến nay đã góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến Đà Nẵng tham quan, trải nghiệm. Theo Cục Thống kê Thành phố, số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 năm 2023 ước đạt gần 782.000 lượt, tăng 5,3% so với tháng trước và tăng 78,5% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Tính chung 7 tháng năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4.326,5 ngàn lượt, tăng 110,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.144 ngàn lượt, cao gấp 7,7 lần cùng kỳ. Khách trong nước ước đạt 3.182,8 ngàn lượt, tăng 66,7% so với cùng kỳ. Thực sự mà nói, tuyệt vời! Tôi nghĩ ai cũng nên đến tham quan trải nghiệm Đà Nẵng cũng như các bãi biển tại đây một lần trong đời để tận hưởng lễ hội như thế này. Thật sự rất thú vị. Nhìn chung mà nói thì ở Đà Nẵng là vẫn là an toàn. Đấy là so với các cái nhiều địa phương khác thì thấy vẫn là về con người rồi về các cái dịch vụ ở đây thì cũng tương đối là tốt. Để có được những con số ấn tượng như trên, nhiều đơn vị du lịch đã nâng cấp đầu tư mới các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng với chuỗi lễ hội hoạt động hấp dẫn. Mùa hè năm nay, Sun World Bàn Hiêu cũng đã đưa vào công trình khu văn hóa lễ hội. Cùng với công trình này thì chúng tôi cũng đã mở ra hàng loạt các cái chương trình biểu diễn như là 5 cái show diễn mỗi ngày và các hoạt động văn hóa lễ hội của các nước như lễ hội Songkran của Thái Lan, lễ hội văn hóa Hàn Quốc, lễ hội văn hóa Pháp. Rồi các cái sự kiện như là sự kiện kỷ niệm 100 năm Hàm Rượu, 5 năm Cầu Vàng. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, thành phố đã liên tục tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội với sự đầu tư bài bản chuyên nghiệp như lễ hội Quán Thế Âm, mùa du lịch biển, cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam, liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF, lễ hội Việt Nam Nhật Bản, lễ hội tận hưởng mùa hè Đà Nẵng. Trong đó, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng sau 3 năm quay trở lại đã kích hoạt mùa hè sôi động của thành phố khi tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong 5 ngày diễn ra lễ hội đạt khoảng 321.700 lượt khách. Cái thành công của lễ hội của chúng ta ngày hôm nay nó cũng chính là cái áp lực để chúng ta phải chuẩn bị tốt hơn cho các cái sự kiện văn hóa, du lịch khác. Đặc biệt là tôi đề nghị ban cán sự đảng đồng chí chủ động tham mưu đề xuất cái việc chuẩn bị cho lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2024. Và một cái đề nghị nữa là chúng ta không nên tách rời cái lễ hội này với lại các cái sự kiện văn hóa, thể thao hoặc là các cái sự kiện lễ hội du lịch khác của thành phố để tạo thành một cái chuỗi sự kiện thì cái đẳng cấp và cái tầm của du lịch của thành phố chúng ta và cái uy tín vai trò của thành phố và cái thương hiệu thành phố chúng ta sẽ được khẳng định ngày càng tốt hơn. Tiếp nối thành công của chuỗi sự kiện lễ hội, thời gian đến Đà Nẵng sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội du lịch Góp Đà Nẵng 2023 diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 với tâm điểm là giải đấu chuyên nghiệp BRG Open Golf Championship Đà Nẵng 2023. Có sự tham dự của các golf thủ chuyên nghiệp hàng đầu châu Á cùng các hoạt động triển lãm, hội thảo và giải trí. Qua đó, Đà Nẵng mong muốn thu hút dòng khách có mức chi tiêu cao, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch MICE, khẳng định định hướng của thành phố trong việc đa dạng hóa các lễ hội sự kiện, xứng danh là điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á.